Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang tham quan vườn cây công trình của công ty cổ phần Sài Gòn Hoa. Nơi mình đang đứng là vườn cây Lộc Vừng. Thì ở đây có nhiều loại cây, nhiều với cây Lộc Vừng thì có nhiều kích cỡ khác nhau. Ở bên đây là vườn cây Liêm Sẹt. Đây có rất là nhiều cây sứ đại với kích cỡ khác nhau. Đây là cây sứ đại được trồng trong chậu rất là nhiều luôn. Đây vườn cây sao đen ha các bạn. Và ở dưới cũng được ươm bằng Singapore. Và vườn cây giáng hương, cây này thì trồng cây bóng mát rất là tốt, độ che phủ rất là rộng. Cây giáng hương nó cũng cho hoa rất là đẹp. Ở đây là cây móng bò. Ở bên này còn có cây ngọc lan. Ngọc lan đang ra hoa. Hoa ngọc lan rất là thơm các bạn. Cây ngọc lan hiện tại bên vườn ươm thì tại vườn có hai loại ngọc lan. Một loại cao khoảng 1,5 m và một loại cao khoảng 3 m. Thơm quá. Đây là luống ươm bạch trinh điển. Bạch trinh điển sẽ được sử dụng làm cây trồng viền, có màu hoa đẹp trắng tinh khôi. Đây là nơi ươm cây ăn quả với nhiều loại cây như xoài, mít, ổi, mận, sambuche. Cái sambuche nhỏ nhưng là rất là nhiều trái nha các bạn. Đây là cây ổi được trồng trong chậu cũng rất là nhiều trái luôn. Ở nhà trồng hai cây ổi như này thì có thể tha hồ mà ăn. Cây mít. Cây mít cũng được trồng trong chậu và cũng có trái luôn. Ở đây cũng có nhiều loại cây có múi, cây bưởi, cây cam. Và có cả cây sơ ri nữa. À, đây là cây xoài các bạn. Có chiều cao khoảng 3 m. Đây là cây tùng. Ở đây cũng có các loại cây lục vừng cỡ lớn, cao từ 5 tới 7 mét. Thì mình xin kết thúc clip tại đây. Nếu bạn có nhu cầu muốn mua cây công trình thì xin vui lòng liên hệ công ty cổ phần Sài Gòn Hoa, điện thoại 028 37 20 3389.